Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Hoàng Trọng Thùy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên băng tầng 56.7 hệ thống Galaxy 19. Trong phần tin tức vào ngày thứ 6 cuối tuần rồi, quý vị sẽ làm gì cuối tuần này? Hôm nay là 20 tháng 4 và thời tiết có rất là lý tưởng để ra ngoài chơi không Thảo Yên? Vâng thưa anh và thưa quý vị, thời tiết cuối tuần này rất là đẹp. Điển hình như ngày hôm nay thưa quý vị, hôm nay là nắng ấm lý tưởng, không còn âm u như ngày hôm qua và cũng không có mưa nữa. Ngày hôm nay trung bình ở Westminster và Garden Grove khoảng chừng đâu 70 độ, Anaheim thì có thể lên đến tầm 78 độ. Nice. Nhưng mà những nơi như là Riverside hoặc là San Bernardino, khu vực Inland Empire thì nóng hơn thưa quý vị, có thể lên đến 85 độ. Nhưng mà nhìn chung từ đây cho đến cuối tuần thì quý vị sẽ có nguyên một 3 ngày cuối tuần nhiệt độ trung bình là từ 75 cho đến 80, rất là lý tưởng để có thể đi biển nữa. Và những ngày này thì gió nhẹ nhẹ từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và độ ẩm thì ở mức là 50 đến 55%, không quá khô thưa quý vị. Quý vị nào có cổ phiếu của Apple hôm nay tin buồn đến với quý vị, Apple trong mấy ngày qua tụt giảm và sáng nay hiện nay đang mất tới 3% và kéo theo các thị trường khác luôn nữa. Hôm nay là một ngày không được đẹp lắm cho thị trường tài chính. Dow Jones đang xuống gần 160 điểm, Nasdaq xuống 70 điểm, S&P 500 xuống 19 điểm. Nasdaq xuống bởi vì Apple và cũng như những cái bản tin liên quan đến ngân hàng. Sáng nay có một ngân hàng vừa thông báo là họ đã bị tin tặc tấn công làm mất đi 1 triệu hồ sơ của khách hàng. Nhưng mà may quá, số an sinh xã hội và mật mã không bị lấy cắp. Wells Fargo Bank cũng đã bị phạt lên tới 1 tỷ Mỹ Kim. Cho nên bên phía Dow Jones thì bị ngân hàng, còn bên phía Nasdaq thì có Apple, bao gồm luôn cả 20 tàu chở hàng Sogrum. Chúng tôi sẽ có bản tin này. Sogrum này giống như Bobo đó, hôm vừa rồi chúng tôi có đề cập đến là phía Trung Quốc áp đặt cái thuế suất lên tới 178%. Cứ mỗi 1 đô la ngũ cốc mà hàng của Hoa Kỳ nhập vào Trung Quốc bị đánh thuế anti-dumping, đánh thuế chống xả rác 1 đồng 78 xu. Quý vị có thể tưởng tượng không? Họ nói rằng cái tàu của anh 1 triệu phải không? Bây giờ anh để xuống cho tôi 1.780.000 đô để đây. Rồi sau đó nếu mà bán lời lỗ như thế nào đó, rồi cái mức thuế đó là chúng tôi sẽ phải tính. Như vậy thì còn lời cái gì nữa thưa quý vị? Bán được 1 triệu mà để xuống thuế 1.780.000. Đó là lý do sáng ngày hôm nay có 5 chiếc tàu, đó là ít nhất 5 chiếc tàu khởi hành từ Texas là căn cứ cảng để mà chuyển hàng ngũ cốc đến cho Trung Quốc và họ phải quay trở về. Nhưng mà các công ty, trong đó có công ty mang tên là Cargill, công ty chuyên sản xuất Sogrum, giống như Bobo vậy, cho biết họ vẫn sẽ bán được các mặt hàng này. Cho nên đó là những cái con số, và chưa kể đó, dầu hỏa nữa, ngày hôm nay đụng độ giữa Tổng thống Trump và khối OPEC. Giá dầu nhờ đó, nhờ cái sự đụng độ này và xuống, chứ lẽ ra là sáng ngày hôm nay đã tăng. Lý do đó, thưa quý vị, là hôm nay OPEC sẽ họp, và họ đang họp đó, Ả Rập và Nga sẽ đưa ra quyết định, bởi vì đây là hai quốc gia có cái nguồn dầu hỏa lớn trong cái khối OPEC, ngoài ra còn Venezuela và các quốc gia khác, Libya vân vân, 10 quốc gia trong khối OPEC. Và một trong những nỗ lực mà phía Ả Rập hiện nay đang làm, đây cũng là một cái đòn, một cái bán bài rất là ghê gớm, họ sắp cho ra initial offering IPO,
tức là niêm yết trên thị trường chứng khoán thế giới đầu tiên một cái hãng dầu của họ, đó là Ả Rập Saudi. Cho nên để mà có khả năng cái giá IPO nó lên cao, họ đang tìm cách đẩy giá dầu lên. Nếu mà giá dầu lên được mức 70, 80, cứ mỗi lên một đồng mà giá dầu nó tăng lên á, thì cái cổ phiếu trị giá cổ phiếu Initial Offering IPO lại được tăng lên. Và đó là nỗ lực, một cái ngón bài chơi rất là ghê gớm. Và ông Trump đọc được cái bài này, cho nên sáng ngày hôm nay ông Trump viết trên Twitter như thế này, và nhờ cái tweet này đã giúp làm giảm giá dầu. Ông nói rằng xem ra OPEC lại tiếp tục nhắm tới giá dầu một lần nữa. Với cái số lượng dầu kỷ lục hiện nay trên tất cả mọi nơi, ông nói, vậy mà kể cả nữa, những cái tàu chở dầu đầy rẫy ở trên biển cả, vậy mà giá dầu vẫn tiếp tục tăng một cách giả tạo, artificial very high, tăng một cách giả tạo, no good, không có tốt, và không chấp nhận được cái giá dầu tăng như thế này. Thưa quý vị, đó là lời nhắn của ông Trump, một hình thức ông chỉ trích. Và Tổng thống Hoa Kỳ, theo bản tin ghi nhận, là người nắm trong tay chiếc chìa khóa của kho dầu hỏa chiến lược của Hoa Kỳ. Từ thập niên 70 sau cái vụ mà Ả Rập chơi Saudi. Ả Rập là chuyên môn chơi cái trò mà làm giá dầu đó. Và Hoa Kỳ đã bị thiệt hại nặng nề. Quý vị còn nhớ thập niên 70 xe đã đậu ngoài bãi xăng đầy hết luôn nữa, không có đổ xăng được, giá xăng lên dữ dội. Và từ đó Quốc hội quyết định thông qua một cái luật là chúng ta phải có được cái nguồn dầu hỏa riêng. Và từ đó cho đến giờ phút này lập ra một cái nhà kho mang tên là nhà kho chiến lược, để có thể bảo đảm được trong thời chiến hay hòa bình gì hết, bọn OPEC không có làm giá được. Và với cái cái lời nhắn ngày hôm nay thì đã giúp cho giá dầu đi xuống. Nhưng mà ông Trump ngoài cái lời nhắn đó, phải có hành động, tức là tiếp tục Hoa Kỳ tiếp tục bán tháo dầu ra. Và bán tháo dầu ra, ngày hôm nay Ả Rập tuyên bố giá dầu trên thị trường sẽ ảnh hưởng đến giá dầu thế giới, để chống lại cái lời nhắn của ông Trump hồi nãy. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó vào buổi sáng ngày hôm qua, đó là việc thủ đô Berlin của Đức, cả thành phố đã gần như bị tê liệt sau khi mà chính phủ phải sơ tán người dân ở khu vực quanh nhà ga của trung tâm thành phố, là bởi vì họ phát hiện ra một cái quả bom còn sót lại từ thời Thế chiến thứ hai. Và cái quả bom này nặng đến hơn 1.000 pounds, nghĩa là khoảng 500 kg. Thì quả bom được phát hiện trong cái lúc mà đang sửa chữa nhà ga của trung tâm. Và trước 9 giờ sáng thì tất cả cảnh sát đã đi đến gõ cửa từng nhà trong vòng một cái bán kính là nửa mai, để mà yêu cầu tất cả người dân đi ra khỏi những cái tòa nhà này. Không những cái tòa nhà thương nghiệp, mà các tòa đại sứ quán hoặc là các tuyến đường xe bus, xe lửa địa phương cũng đều phải ngưng hoạt động. Một cái viện bảo tàng cũng đóng cửa. Thì được biết là cái việc phát hiện bom tại Đức không phải là việc gì mới, rất là thường xảy ra, là bởi vì mỗi năm ở Đức có hàng trăm quả bom vẫn được tìm thấy. Và theo ước tính thì trong Thế chiến thế giới thứ hai, Mỹ và Anh đã thả xuống Đức khoảng 1 triệu tấn bom. Và cái lần mới nhất tìm thấy bom là vào tháng 9 năm ngoái, khi mà có gần 65.000 người dân của Frankfurt phải bị di tản để mà chính phủ dỡ quả bom đó. Sáng nay, thưa quý vị, có khoảng 2.000 trường học trên khắp đất Mỹ này đã tổ chức xuống đường và họ bỏ học. Lý do là các ban tổ chức, phụ huynh học sinh nữa, những em mà quyết tâm để mà đưa ra một cái vấn nạn của đất nước Mỹ hiện nay. Các em cho biết, các em đi học mang theo sách chứ không mang theo đạn. Books, not bullets. Và các em nói rằng, chúng tôi sẽ xuống đường cho đến khi nào mà có những cái đạo luật đưa ra và giới lập pháp phải chịu trách nhiệm cho những cái vụ nổ súng trong trường hợp như thế này, thưa quý vị. Our blood, your hands. Máu của các em đổ ra, nhưng mà chính bàn tay
và những cái quyết định và lá phiếu của giới lập pháp. Và đó là lý do họ đã tập trung thứ nhất là ở thủ phủ, thứ hai là ở tòa Bạch Ốc, và sáng nay các em đã đi bộ tản bộ theo con đường Pennsylvania Avenue dẫn đến tòa Bạch Ốc, thưa quý vị. Vấn đề chính hiện nay, tại sao có các cuộc biểu tình này? Hôm nay cũng nhằm ngày kỷ niệm năm thứ 19. Quý vị có thể tưởng tượng cách đây đã 19 năm rồi. Năm 1999, ngày 20 tháng 4, một học sinh đã vào trong trường Columbine ở tiểu bang Colorado và xả súng, gây thiệt mạng cho 12 học sinh và một thầy cô giáo thiệt mạng, 13 người đã ngã xuống. Sáng nay các em đã đứng tập trung 13 phút đồng hồ và 19 phút đồng hồ thinh lặng để mà tưởng nhớ đến nạn nhân, cũng như là 19 năm trôi qua. Và các em nói rằng không phải là 19, 20 năm nữa, mà các em nói rằng nếu mà tình hình không có những cái nỗ lực để mà kiểm tra súng ống hoặc là kiềm chế những kẻ, đủ kẻ hết, kẻ ác, kẻ thần kinh, thì các em sẽ còn tiếp tục đổ máu nữa. Quá tội nghiệp phải không, thưa quý vị? Vâng, ở nước Mỹ này, nhìn chung đó là một xứ sở tốt đẹp, cường quốc trên thế giới, nhưng mà riêng vấn đề súng ống lại là một quốc gia tệ hại nhất trên thế giới, bởi vì cái số người chết vì súng đạn cao nhất trên thế giới hiện nay. Đó là một cái điều tiêu cực trong xã hội Hoa Kỳ này. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin liên quan đến cuốn sách của Comey, chuyện của ông Trump, của luật sư ông Trump Michael Cohen, và thêm các bản tin khác nữa quý vị nhé, ngay sau phần quảng cáo.